khu vực bầy cây của bác Dương quý vị các bạn nhé. Chỗ bầy cây này là thuộc quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Đây là số điện thoại của bác Dương này. Bên kia cũng còn nhiều nhà vườn nữa này. Đây là hội chợ sinh vật cảnh được tổ chức tại Đông Anh. Cả dãy bên kia này. Bên kia là điện máy xanh các bác nhé. Bây giờ xin mời các bác xem cây và tham khảo giá một số cây của bác Dương. Đây là cây xanh, xanh Nam Điền, già cây. Cây xanh này mặc dù bông tán nó được xé nhỏ, có những cái nét cổ ở trên cây xanh này, bông là tán mịn, đang ra rất là nhiều quả, chi chít quả này. Thân cũng xù xì này. Chỗ này phải khoảng 5 gang bác Dương nhỉ? Vâng, 5-6 gang. Chỗ dưới to này phải trên 5 gang nhỉ? Vâng. Già từ gốc lên ngọn. Nhìn từ xa cây xanh này. Vâng. Cây này là bao tiền bác Dương? Cây này cây xanh cổ này 65 triệu anh. Vâng. Bác Dương báo giá cây xanh này là 65 triệu. Cả cái bể này cũng là bể có từ lâu rồi này. Xanh này. Bây giờ là thời tiết mùa hè, ngay cạnh đường quốc lộ chính, rất là nhiều tiếng ve nên âm thanh nó hơi ồn một chút. Xanh này đẹp, mịn, chỉ được chơi, cũng tương đối già cây. Xanh cổ. Cái này chân vệ đẹp. Cái này là chắc là bác Dương mới giật lại bông. Vâng.
Cái này già cây rồi bác nhỉ? Vâng, quá già rồi, cây này tuổi nó quá nhiều thật. Xanh phôi, cốt cây cơ bản là ổn. Cái thân tử này cũng được làm côn này. Thân tử của nó cũng phải trên 2 gang. Thân chính đây. Cái này là bao nhiêu bác Dương? Cái này là 9 triệu rưỡi ạ. Vâng. Vâng, giao lưu với anh em. Xanh. Cái này kiểu dáng cũng độc đáo. Nghệ thuật văn nhân chứ. Văn nhân, và có cái cành rơi này. Bông tay mịn hết rồi. Còn rất đẹp. Cái này bao tiền vắng? Một đôi này là 25 triệu anh ạ. 25 triệu một đôi. Bên kia có còn một cây gần giống như này. Năm triệu. Cái kia còn cây nữa này. Cây luôn cây 25 triệu cho các bác xem này. 25 triệu một đôi. Đây. Cái đầy nữa này. Như vậy là vào khoảng hơn 10 triệu cây xanh này. Đây là bộ ba các bác nhé, ở giữa là một cây xanh ba thân. Tam đa dáng nàng thẳng nước. Ở à, đây so sánh một chút nữa này. Vâng. Đấy, trên ngọn của nó cũng phải gần 2 gang. Đây chơi cả vào bộ ba này cũng đẹp bác nhỉ. Vâng. Bộ ba này đẹp. Tam đa dáng nàng ạ. Vâng. Vâng, cây thả nước. Cây tam đa nhưng mà có điều kiện là mua cả ba cây này mà chơi thì nhìn xa cây xanh ba thân này. Cây này được ký đá thả nước cũng lâu năm rồi. Ba thân. Thân chính của nó này. Quả ra rất là nhiều, nhìn rất là đã mắt. Đây là bao nhiêu không? Cây này là 33 triệu anh ạ. 33 triệu cây xanh này. Anh Sơn ơi, đừng cẩu một cây nào lên xe kia. Làm hai xe này thì anh cẩu lên kia, anh không cẩu bốn lên mệt không? Cây này nhìn chiều nào cũng được. Quả ra kín cây này, quá là đã luôn. Hơn 30 triệu cây xanh như này.
xanh này. Xanh nữa này. Xanh phôi. Cái này hay nhỉ. Xanh ôm mình rất là độc đáo. Ở dưới có hòn đá này.